chính là chàng trai điển trai nhất, lịch lãm nhất và cũng may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời Quang Hải. Xin chào chú rể Quang Hải. Không biết rằng là bây giờ bạn đang hồi hộp này, hớn hở hay là háo hức? Thì Hải đang cảm thấy hồi hộp và đang chờ đón cái giây phút mà có thể là được gặp lại cô dâu. Bạn đã nói rằng là bạn đang rất là sẵn sàng rồi đúng không? Cho phép Quỳnh Trang được hỏi bạn lại một lần cuối nữa nhé. Bạn đã sẵn sàng để đón lấy cô dâu tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình cùng nhau tiếp bước trong những hành trình sắp tới chưa ạ? Mình không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Ok rồi. Vâng, một chàng trai rất là thú vị ạ. Và vâng, không để cho quý vị cũng như là chú rể của chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng hướng về phía cửa hội trường để cùng chào đón sự xuất. Quý vị thân mến, bên cạnh chú rể Quang Hải chắc hẳn cũng còn một người đàn ông khác vô cùng hồi hộp để chờ đợi giây phút trọng đại này và cùng hướng về phía cửa hội trường chào đón sự xuất hiện của cô dâu Chu Thanh Huyền, trong tay người cha của mình đang tiến vào lễ đường. Điểm trai nhất, lịch lãm nhất và cũng may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời Quang Hải. Thì bạn đã sẵn sàng để gặp lại nhân viên sâu tuyệt vời nhất trong cuộc đời cùng nhau tiếp bước trong những hành trình sắp tới chưa? Không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Rồi, đó. Ba, hai, một, bắt đầu. Lấy cái mọi người đây. Quý vị thân mến, bên cạnh chú rể Quang Hải chắc hẳn cũng còn một người đàn ông khác vô cùng hồi hộp để chờ đợi giây phút trọng đại này và cùng hướng về phía cửa hội trường chào đón vào lễ đường. Chúc phúc cho sự hạnh phúc của các con được không ạ?